Quý vị thân mến, năm 2019 là một năm đặc biệt khi dòng âm lưu Thượng Đế đã được ban trải và lan tỏa khắp năm châu. Chúng sanh thế kỷ 21 đã được đón nhận 10 quyển CD Ruma Collection tuyển tập các nhạc phẩm về quê hương, tình và đạo qua giọng ca của vị Minh Sư tại thế, Minh Sư Ruma. Người người nhà nhà đều vang lên những nhạc phẩm chứa chan tình yêu thương mà Minh Sư Ruma gửi gắm từng thông điệp, từng lời giảng thấm đẫm chân lý đến muôn sinh trên địa cầu. Nghiệp lực vô minh của thế giới ma dương đã che mờ con đường trở về thiên quốc của chúng sinh, khiến họ không phân biệt được đâu là con đường chân chính của người tu hành. Rồi từ đó, chúng sanh quên mất đi Phật tánh cao đẹp bên trong mình, cứ mãi đắm mê và mãn túc trong cạm bẫy danh lợi, dục vọng, vật chất nhân gian. Chúng sanh chỉ biết có mạo gạo tiền, chỉ biết một đời làm lùng trong cõi mờ xa, chỉ tìm danh vọng, chỉ bám vật chất nên lao vào ngục tội. Bao chơi này vẫn chạy rộng bao la, nhưng hơi ai con người thì nhỏ bé, chạy đặt tròn si ai với ai, biết có ngày gặp lại, bởi sinh tử nằm trong tam giới luân hồi. Và Minh Sư Ruma đã đến nhân gian này. Gần 15 năm qua, Minh Sư Ruma đã miệt mài đi khắp nơi trên thế giới để ban trải và duy trì mạch pháp diệu âm thượng thừa đến với chúng sanh thế kỷ 21, giúp họ khai mở trí huệ cao quý bên trong qua giọng âm lưu của Thượng Đế. Giọng ca Minh Sư Ruma là lời thức tỉnh những ai còn đắm mê trong biển khổ nhân gian. Hãy lắng nghe thánh âm từ càn khôn vũ trụ. Hãy thoát khỏi giấc ngủ trầm mê bao đời kiếp để bước theo ánh sáng Minh Sư tu hành giải thoát một đời. Đời người vất vả trăm luân, cuộc sống đâu dễ tầm an lần. Đừng để ích kỷ tranh giành hằng tu, hoang loạn tan tành người ơi. Phải tìm chân lý sáng ngời, muốn sống vui đời phải tìm Minh Sư. Đời người như giấc mộng hư vô, muốn sống ý nghĩa phải tìm có trí huệ. Đạo lý chân chính của kiếp nhân sinh vốn bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là lời thông điệp Minh Sư Ruma gửi gắm đến với tất cả thiền sinh diệu âm và chúng sanh thế kỷ 21 trong CD Vol 11 Sáng Ngời Chân Như. Hãy bước đến con đường tu hành tâm linh cao thượng, sáng ngời chân như mà Thượng Đế, Phật, Bồ Tát đã giảng dạy cho muôn sinh khắp bao thế kỷ qua. CD Vol 11 Sáng Ngời Chân Như sẽ chính thức được ra mắt trong khóa bế quan lần thứ 57, được tổ chức tại Thiền đường Campuchia nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Xin mời quý vị cùng đón nhận ân điển đặc biệt từ Minh Sư Ruma tôn kính, đón nhận dòng âm lưu Thượng Đế cao quý từ càn khôn vũ trụ. Đời người vất vả trăm luân, cuộc sống đâu dễ tầm an lần. Xa thẳm chân trời đó là tiếng quê cha đất mẹ, miền Trung nước tôi nơi bao người đau khổ. Nước lũ quanh năm kiếp người sao quá khổ đau. Nón nước khu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò
nhạc thành bài ca. Em nơi nào hãy về nơi chốn ấy, nơi đô thành không phải để cho em. Ta trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Hôm nay tôi về thăm lại một vùng quê xưa. Về tôi ơi, về tôi, đừng tranh đua danh lời mà quên lãng, nhớ tìm về mái ấm mẹ chồng. Dòng sông thấm thầm thập thoáng, con chuồng bé nhỏ tới mong manh. Con đường xuất gia không phải là con đường buồn, luôn luôn thanh nhàn là con đường hạnh phúc, là con đường vinh quang và muôn vàng khó nhọc, nhưng trải dài niềm vui bên trong hạnh phúc vĩnh hằng. Xuất gia là đi trên con đường quá độ chúng sanh, thanh thản cõi lòng tự do, một đời dài thoát phong trong cõi thiền, luôn an vui mang tôn, thoát ly bề khổ, vâng thuần trẻ thơ, tâm trí an.